Đối với thị trường mỹ phẩm đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, để có thể đứng vững trên thị trường và tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khách hàng, thì đòi hỏi các thương hiệu phải không ngừng nghiên cứu và nỗ lực đổi mới, cho ra đời những dòng sản phẩm mới chất lượng hơn. Và La Roche-Posay cũng không ngoại lệ. Hiện nay, hãng La Roche-Posay đã cho ra mắt kem chống nắng La Roche-Posay Anti-Sai mẫu mới. Hãy cùng shop mình tìm hiểu xem em này có hiệu quả như quảng cáo không nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. La Roche-Posay Anthelios XL Protect Gel Cream Anti-Sai SPF 50+ là kem chống nắng vật lý dành cho da hỗn hợp và da dầu. Chứa công nghệ chống nắng phổ rộng XL Protect độc quyền của La Roche-Posay, giúp ngăn ngừa tia UVA và UVB, đặc biệt tia hồng ngoại, và các tác hại của ô nhiễm kết hợp thành phần nước khoáng giúp cấp nước, làm dịu, mát da dưới ánh nắng hiệu quả. Đồng thời, dòng này không chứa hương liệu và cồn, phù hợp với các chị em có làn da nhạy cảm, da mụn nhé. Bên cạnh đó, La Roche-Posay Anthelios XL Protect Gel Cream Anti-Sai SPF 50+ mẫu mới, giúp kiểm soát bã nhờn hiệu quả với hoạt chất Eliquium, chứa các vi hạt siêu nhỏ có khả năng tan chảy và thẩm thấu ngay lập tức vào da, hấp thụ bã nhờn và mồ hôi vượt trội gấp 100 lần khối lượng, từ đó giúp kiểm soát mọi nguyên nhân dẫn đến tình trạng da bóng nhờn, duy trì làn da khô ráo và thoáng mịn. Ngoài ra, em này không những nổi bật về chất lượng mà còn có thiết kế bao bì thông minh, giúp dễ dàng điều tiết lượng sản phẩm lấy ra mỗi lần sử dụng, không gây lãng phí sản phẩm nữa nhé. Kem chống nắng La Roche-Posay hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.